Hôm nay số của mình về rất là nhiều mặt hàng có mức giá bình dân cho đến cao cấp, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn lần lượt từ những cái sản phẩm nhỏ trước đến lớn sau. Thì bắt đầu nhé. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để cập nhật liên tục những video mới nhất đến từ kênh Nguyên Hùng Audio. Bên góc trái của chúng ta là một cái cặp loa rất là nhỏ gọn nhưng mà thương hiệu rất là tên tuổi, JBL. Model của nó là CBS5 hay là CSB5 gì đây mình quên rồi. CSB5. Rồi. Nhiều đồ quá mình không nhớ. Cái đợt này mình mới giới thiệu từng này món, còn mình sẽ giới thiệu tiếp nha. Trong video khác. Đây, cặp loa này nó đây là cái sản phẩm nó mức giá rất là hợp lý. Nhưng mà chất âm nó tuy nó nhỏ nhưng chất âm rất là hay. JBL CSB5 bát là 14 cm crepe titanium. Mặt phía trước là mặt kiến mặt đá rất là đẹp. Cái con này là made in USA này, gỗ này. Chỉ có mặt trên là nhựa, mặt trước là nhựa thôi. Nó ép một miếng nhựa mỏng thôi. Chứ vẫn là gỗ. Con này là gân cao su. Có thể kết hợp để nghe nhạc, karaoke hoặc là xem phim rất là tuyệt vời. Và cuối cùng mức giá là 2,7 triệu. Tiếp đến là cái đầu CD đề nòng 755 màu gold cửa giữa rất là đẹp. Con này thì mà nói mức giá ra thì các bạn rất là bất ngờ luôn, chỉ 3,2 triệu thôi. Thì con này nó dạy mã 24 bit, đọc đĩa rất là nhanh, mình sẽ có video test nó sau. Thì 3,2 triệu nha các bạn. Và các bạn nhìn thấy cái gì đây không? Một cái loa rất là dài. Và xin khẳng định đây là cái loa center mà khủng khiếp nhất của Nguyên Hùng Audio từng bán cho đến lúc này. Chiều dài của nó đến 78 cm. Sở hữu 3 loa nhưng mà thực chất là 4 loa, tại vì cái loa ở giữa là một cái loa đồng trục, nó có cái trép nằm ở giữa. Thì 2 loa bass, 1 loa mid và 1 loa trép đồng trục. Loa center kép model là 200C, một cái dòng gọi là dòng loa tham chiếu. Chúng ta thấy reference series, những cái dòng loa tham chiếu của kép thì rất là nổi tiếng như 104, 105, 106, 107. Thì cái dòng này là dòng reference. Bass của nó lên đến 18 cm. Mic cũng vậy, trép đồng trục. Và đặc biệt con này thì nó chơi bi quay này nha các bạn. Nó chơi bi quay này. Cơ hội England này. Made in England luôn nha. Đó, các bạn thấy dòng chữ Made in England không? Made in UK là England đó, United Kingdom đó. Bi quay. Sau này nó có cái lưới giống như là cái đồ tản nhiệt của một cái âm ly vậy. Nhưng mà thực chất con này thì center thôi, nó đòi hỏi phải có âm ly để chơi. Rất là khủng nha các bạn, chiều ngang đến 78 và nó nặng đến 12 kg. Và mức giá của con này thì rẻ thôi, 5,1 triệu. Rồi tiếp đến là khủng long đến từ Dayton. Dayton thì nó rất là nổi tiếng với dòng series 77. Thì nó có 77 EX, 77 HR, rồi 77 FR, 77 FX và rất là nhiều. Thì cái con này là 77Z. Cái chữ Z nó cũng nói lên tất cả, là series cuối cùng. Con này thì gỗ, màu gỗ rất là đẹp. Với thiết kế thùng lớn, bát 3 tấc 31 luôn, 3 đường tiến. Cái màn chúng ta thấy màn carbon màu đồng rất là đẹp. Đó. Mũi cũng màu đồng luôn, gân vải còn nguyên chưa thay. Và các bạn lưu ý một điều là con này cái ring toàn bộ từ con ốc luôn, con ốc nó còn cái nấm cao su để che lại như thế này. Đó. Còn rất là đầy đủ. Rất là khủng, con này rất là đẹp. Nặng lên đến hơn 30 kg mỗi loa. Chất âm của nó thì để mình sẽ test sau. Nhưng mà đánh giá cá nhân của mình thì mình đã test tại nhà, mình đã chưa test lên YouTube, nhưng mà test qua lỗ tai của mình rất là tuyệt vời. Bass rất là uy lực, rất là khỏe. Con này thì nó đập nhạc đen, nhạc sàn thì rất là ok luôn, quá tuyệt vời luôn. Nhạc vàng nó chơi rất là ngọt ngào, rất là hay.
và mức giá của nó rất là hợp lý, chỉ 10 triệu rưỡi thôi. Nhưng nãy giờ các bạn cũng chú ý đến một cái cặp loa nằm ở hai bên góc. Cặp loa rất là khủng, đến từ Onkyo, dòng Skepter. Dòng Skepter là cái dòng khủng nhất của Onkyo nha các bạn. Nó có rất là nhiều Skepter chứ không phải riêng cái dòng này. Skepter 2001, Skepter 1001, Skepter 2000 rất nhiều. Cái dòng mình đang giới thiệu ở đây là dòng Skepter 1001. Cái con này thì nó có cái thiết kế rất là sang trọng, với thùng nó nặng lên đến 50 kg mỗi loa, 3 đường tiếng, bass 3 tấc, mid thằng này đến 2 tấc lận, và một cái loa track dome. Ê, cái loa này thì nó cái thùng nó làm rất là dày, nó dày đến 5-6 phân lận, nên nó làm cho cái loa nặng và cái gỗ nó rất là bóng, là thấy gỗ rất là bóng, rất là đẹp luôn. Các bạn lưu ý là phía trước này cái loa mic nó có một cái nấm cao su, thì phía trong cái nấm nó có một cái bông. Chúng ta nhìn thấy xa thì chúng ta cứ tưởng ở đâu cái loa nó bị mốt, nhưng mà không phải nha. Thùng loa này rất là đẹp, để hôm nào mình quay giới thiệu riêng nó nhé, mình test luôn, chứ bây giờ nó mình để chung vào mấy cái loa này chúng ta không nhìn trọn vẹn được nó được. Nói chung là rất là khủng, rất là khủng luôn. Phía sau loa này nó có phân biệt trái phải này, phía sau phía trước đều là màu gỗ trạm đồng này. Made in Japan, Skepter 1001, công suất 250W tối đa. Ok, như vậy thì mình test cho mình giới thiệu hết mấy sản phẩm ngày hôm nay rồi. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ sớm kênh của mình Nguyên Hùng Audio nhé.